Được không? Được không? Là đẹp, quá đẹp. Được không? Con cù này làm công phu à? Được không? Dạ được. Quá đẹp luôn á. Tôi đang cắt con cù nữa. Đủ kiểu ha. Cù này đang quay đầu về núi. Cù này đang nằm. Chúng ta nhìn lại cái mái ngói nhà thờ nè. Đó, vẫn như ngày xưa. Rồi chúng ta đi tiếp nha, đi một vòng cái nhà thờ này. Tượng Đức Mẹ nè, Đức Mẹ Maria, cũng cầu nguyện cho tất cả các anh chị và các bạn, cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng vui vẻ và an lành và hạnh phúc. Hàng đá nè, hàng đá thật đó nha, chứ không phải đá giả đâu. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Thấy là một năm nữa sắp trôi qua và một mùa Noel nữa sắp đến. Thì hôm nay nhân một buổi trưa rảnh rỗi, em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi đến một cái nhà thờ, và nơi đó cũng gắn liền với rất nhiều cô chú anh chị ngày xưa đã từng học ở ngôi trường cạnh bên nhà thờ đó. Và đó chính là nhà thờ Chợ Quán. Và hôm nay nhân buổi trưa rảnh rỗi, chúng ta lại có dịp đi về. Và chúng ta đang có mặt ở đây là giao lộ Trần Bình Trọng và Cao Đạt. Thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi theo trục đường Trần Bình Trọng đi về bến Hàm Tử. Và nơi đây có bên phải có hủ tiếu Chú Cao rất là nổi tiếng ở khu vực này. Và bên trái thì có bánh mì Bạch Hổ. Rồi theo thẳng hướng Cao Đạt này, chúng ta sẽ đi về Nguyễn Biểu, cầu Chữ Y. Và Sài Gòn bây giờ là hơn 12 giờ trưa, hơn 12 giờ rưỡi rồi. Và sẵn đây chúng ta sẽ xuất phát đến nhà thờ để xem hôm nay nhà thờ trang trí như thế nào ha. Và đây là cuối đường Cao Đạt. Cuối đường Cao Đạt có một cái chung cư, rồi có những con hẻm, có những con hẻm để đi ra bến Hàm Tử. Và theo thẳng hướng Trần Bình Trọng này, mình sẽ đi về nhà thờ nè. Con đường Trần Bình Trọng ngày hôm nay thì có lẽ rất là khác so với ngày xưa, tại vì rất là nhiều nhà mới. Chiếc xe ba bánh thời đời mới thay cho chiếc xe ba bánh đời xưa đó. Nhưng mà cái xe này cũng sắp hết niên hạn sử dụng rồi. Ta nhìn bên cánh trái những ngôi nhà xưa xưa, ngày xưa thì bây giờ có rất là nhiều cái công ty. Vì mặt tiền ở Sài Gòn rất là có giá. Mình nhìn lại cái hẻm 70 nè. Hẻm 70 Trần Bình Trọng. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Khu vực này thì có một cái trường đại học, có trường cao đẳng, trường đó là cao đẳng kinh tế. Và đối với con đường này chắc có lẽ rất nhiều anh chị cũng quen thuộc rồi, tại vì em cũng đi rất nhiều lần. Hôm nay thì mình cập nhật cái hình ảnh ở nhà thờ ha, coi trang trí của em như thế nào.
Và thường thì Noel ở ở Việt Nam thì những xóm đạo, những nhà thờ đều trang trí rất là đẹp. Còn những nhà người không ngoại đó, người ngoại đạo thì có một số nhà trang trí, một số nhà không. À, chúng ta vừa đi qua ngôi trường cao đẳng rồi nè. Mình nhìn lại ngôi trường ngày xưa nè. Không biết ngày xưa trường này là có phải là trường cao đẳng luôn hay không, nhưng mà ngày nay là trường cao đẳng kinh tế. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Cũng có mấy comment ở trên con đường Trần Bình Trọng này, thì chắc hôm nào em sẽ thực hiện tiếp tục những cái video clip ở đây để các anh chị cùng xem ha. Chúng ta tới đây là giao lộ Trần Hưng Đạo và Trần Bình Trọng. Nhìn ở phía bên kia đó chính là lăng mộ của ông Trương Vĩnh Ký, Bê Xuất Ký ngày xưa đó. Và ngày nay vẫn còn ha, miếng đất này rất là lớn. Đi lên tí nữa thì cũng có ngôi mộ cổ nữa. Thì theo em tìm hiểu thì ngôi mộ đó là của ông Trùm họ Đạo, nhưng mà em cũng không rành là ông Trùm họ Đạo nào nữa. Cái mộ rất là lớn. Thẳng theo đường Trần Hưng Đạo này chúng ta sẽ đi về chợ Bến Thành nè. Đi ngang qua chợ Nancy. Nhìn theo hướng này thì mình sẽ đi về chợ lớn. Chợ lớn đi ngang qua chợ Hòa Bình. Này ta chờ đèn đỏ chút xíu nha. Ngày hôm nay thì Thế Giới Di Động thuê cái nhà ngay góc nè. Thường Thế Giới Di Động là thuê những căn nhà mà nằm ở góc đường không thôi. Rồi chúng ta qua đường nha. Ta đi ngang qua ngôi mộ của ông Trương Vĩnh Ký. Đây là ủy ban phường 2, phường 2 quận 5. Ủy ban này cũng mới xây lại thôi. Kế bên đó thì có quán cà phê. Và khu này có một cái nhà dòng Mến Thánh Giá. Đây là khuôn viên của nhà dòng nè. Buổi tối trang trí rất là đẹp, rất là nhiều đèn Noel, rất là nhiều đèn Giáng sinh. Nhưng mà nhà dòng thì khóa cửa, chúng ta không thấy được bên trong. Nhưng mà về đêm thì đèn lung linh lắm. Do là buổi tối thì cái đoạn đường này cũng hơi
hơi tối nên thành ra quay không đẹp, nên em đi ban ngày. Nếu đúng ra là đi ban đêm thì chúng ta thấy được những ánh đèn lung linh hơn. Bên đây cũng có một cổng nữa nè. Nhân đây em cũng xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn có một mùa Noel thật là ấm áp và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Rồi chúng ta tiếp tục. Đi tới một tí là nhà thờ chợ quán rồi nè. Trước cửa nhà thờ thì có hai cái khu trường học, đó là đường Trần Tiểu học Trần Bình Trọng A và B. Buổi trưa thì ở đây rất là mát. Ngày xưa thì trường Trần Bình Trọng đó chính là trường Chí Thiện đó, khu A, khu B. Thì tới tí thì có cái trường Bác Ái, hôm bữa chúng ta có đi qua đó. Rồi chúng ta sẽ đi vô nhà thờ nhé. Nhà thờ trang trí đẹp chưa? Chúng ta sẽ đi một vòng tròn. Vòng tròn từ phải sang trái nha. Đó, là nhìn bên đây là khu trường học nè. Đó, trường Trần Bình Trọng nè. Đó, rồi tới nữa là cổng ra vào. Rồi đến nữa là một khu bên cánh phải nữa nè. Cổng chính nè. Chúng ta sẽ đi lòng vòng trong nhà thờ này trưa nay. Chính điện nè, một ngôi nhà thờ có kiến trúc rất là lâu đời ở vùng đất Sài Gòn Chợ Quán này nè. Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Thiên Chúa sinh ra trong một cái hoàn cảnh khó khăn, trong một cái hang đá, rồi tuyết rơi. Khung cảnh này em nhìn em cũng hiểu sơ sơ thôi, chứ em không phải là người trong đạo nên thành ra có thể những thông tin nó không đúng. Nếu mà cô chú anh chị trong đạo thì có thể chia sẻ thêm ha. Hôm nay chúng ta đi cập nhật số hình ảnh ở nhà thờ thôi, trang trí Noel như thế nào. Và đây chúng ta thấy có một hang đá, rồi nhìn qua một tí nữa thì có nhà sách bên cánh phải nè. Cái thông Noel nữa nè.
trong đó có người làm cắt hình mốt nè, hình con cừu. Được không? Nó đẹp, quá đẹp. Được không? Con cừu làm công phu à? Được không? Dạ được. Quá đẹp luôn á. Đứa tôi đang cắt con cừu nữa ha. Đủ kiểu ha, cừu này đang... Cừu quay đầu về núi. Cừu này đang nằm. Này mỗi năm mình mỗi làm hả? Chứ không phải mình làm một lần là mình để dành. Cái con cừu này làm cũng công phu á. Cũng để dành nhưng mà nhiều khi có gãy rồi làm thêm. Dạ. Chưa thấy con cụ ngước đầu lên nha. Chưa thấy con cụ ngước đầu lên đó. Thằng với nằm thôi, chưa có ngước lên. Trời đó, ngước đầu với con cỏ. Dạ. Chưa thấy con cụ. Ủa rồi mình làm sao cho cái góc cạnh nó láng lại? Con bự rồi cho. Không, góc cạnh nó khó rồi. Chợ lớn con bự luôn. Mấy mốt này mua ở chợ lớn hay cha? Chợ lớn. Chợ lớn. Chắc bán cũng mắc á. Con này ngửa đầu lên nha, ngọ. Sao không dễ luôn hả cha? Con này mình không có dễ trước hả? Quay thì không dễ, à. Dễ cái đi. Dạ. Quẹt quẹt cho nó có gỗ vậy thôi. Không yeah. Dễ cũng được. Dạ. Yeah. Con ngửa đầu lên nha, ngọ. Công phu quá. Làm lần lần tới hết tuần là xong rồi hết ha. Đâu có để làm vậy như vậy. Trời, thợ Singapore không? Thợ Việt Nam. Đúng Singapore vậy. Thợ nước ngoài. Thợ ngoại mà. Thợ ngoại đâu. Ngày đây có cây vú sữa mát luôn. Tạo nét rồi nó khó lắm. Dạ. Khó chứ. Bây giờ tôi nhìn hoài tôi không biết nữa. Này ở trong ngõ chỉ đường về nhà chiêu. Về không biết rồi. Không làm. Không làm thầy. Dạ. Hoặc là thiên thần làm cũng công phu nữa. Có đèn led nữa. Nè, chúng ta nhìn lại cái mái ngói nhà thờ nè. Đó, vẫn như ngày xưa. Rồi, chúng ta đi tiếp nha, đi một vòng cái nhà thờ này. Đó, với những hàng cao. Và thẳng đây có một cái hẻm thông ra Nguyễn Biểu nè. Và bên cánh trái thì có hẻm Trúc Giang, Trúc Hồ. Và hẻm đó ngày hôm nay rất là nhiều nhà mới. Đó, những hàng đá nữa nè.
tượng Đức Mẹ nè, Đức Mẹ Maria. Cũng cầu nguyện cho tất cả các anh chị và các bạn, cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng vui vẻ và an lành và hạnh phúc. Đó. Những cây lan nữa. Và phía sau nhà thờ thì có những cái nhà, những cái nhà ngày nay rất là mát. Đây có cái hẻm nè, cái hẻm đi thông ra hẻm, cái ngõ thông ra hẻm Trúc Giang, thông ra Nguyễn Biểu nè. Và kế bên thì có những dãy nhà. Bên hông thì có một hang đá. Và hang đá ngày nay có cổng nè. Ngày xưa cô chú anh chị chia sẻ là không có cổng mà. Nhưng ngày nay thì có cổng. À, ta nhìn lại hang đá nè. Hang đá thật đó nha, chứ không phải đá giả đâu. Rồi chúng ta đi một vòng nhà thờ từ bên bên phải qua bên trái nè, bây giờ quay ra lại mặt đường Trần Bình Trọng, rồi một số hình ảnh ở khuôn viên nhà thờ, chợ quán và những cái cảnh tiểu cảnh hang đá để cô chú anh chị và các bạn chúng ta có dịp nhìn lại một khung cảnh của nhà thờ ngày hôm nay. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, bye các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị và các bạn có mùa Noel thật là ấm áp.